Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm nhìn nhận khoa học công nghệ là một động lực lịch sử, một lực lượng cách mạng và là nguồn lực trí tuệ với khả năng sáng tạo vô hạn. Thực tế cũng cho thấy ở những người có niềm đam mê nghiên cứu thì những phát kiến của con người là không có điểm dừng. Những ngày cuối năm 2021, khi cô giáo Nguyễn Thị Hiền vừa được vinh danh trong hạng mục dài nhất tại lễ tổng kết Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ 10 với sáng kiến nâng cao khả năng tự học toán và tạo hứng thú cho học sinh học toán bằng tiếng Anh, thì một niềm vui khác cũng đến với cô là được đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác giảng dạy những năm qua. Vui và tự hào, nhưng cô không tự mãn. Với cô Hiền, nghiên cứu vừa là đam mê, đồng thời xác định đó là con đường không giới hạn. Bản thân mỗi người đều nỗ lực, không ngừng cố gắng, phải học hỏi và có thể tham khảo trên các trang mạng, sách báo. Bản thân tôi thì ban đầu cũng xuất phát từ những giáo viên mà không tiếng Anh rất là yếu kém. Nhưng khi mà học hỏi trên các cái trang mạng, rồi đặc biệt là vào các trang toán của nước ngoài, tìm hiểu các toán, đặc biệt là toán Singapore, toán Hoa Kỳ hay là của khu vực, thì dần dần mình sẽ được tích lũy kiến thức. Vào mùa đông, khi nhiệt độ ở miền Bắc xuống thấp, hầu hết các đơn vị phải ngưng sản xuất tảo, thì Hợp tác xã Công nghệ cao Tảo Việt vẫn có tảo tươi cung cấp ra thị trường. Sau nhiều lần nghiên cứu thất bại, thì bí quyết để thành công cho việc nuôi trồng tảo vào mùa đông được anh Biên đúc kết thành công thức và kinh nghiệm của riêng Hợp tác xã. Cái yếu tố để sản xuất được cái tảo xoắn mùa đông này thì là hiện nay là riêng cái miền Bắc này thì ít đơn vị làm được. Bởi vì là họ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, ánh sáng thì yếu. Đấy, nên là đơn vị chúng tôi thì qua thực tế nhiều năm thì thứ nhất là cái cách mình phải dưỡng làm sao mà tảo nó phải chịu được đã, quen được. Sau đó rồi là mình có các cách mình điều chỉnh cái chất dinh dưỡng. Mùa này làm sao mà cho nó phù hợp. Mình có thể thêm cái này mà bớt cái khác đi. Khi đó này tảo nó sẽ phát triển được. Dám nghĩ, dám làm, đó là một yếu tố chung ở những tác giả đã có thành tựu nhất định trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Với họ, sáng kiến là vô tận. Vì vậy, để tối ưu hóa những giá trị mang lại, cách duy nhất là không ngừng sáng tạo đổi mới. Các tác giả cũng đã tiếp cận được ít nhiều các cái nền tảng tiên tiến về khoa công nghệ như công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Và như vậy thì các tác giả đã có thêm cái sự đam mê và khát vọng, và trong thời gian đến thì vẫn là những cái đầu tàu, vì họ đã có những cái kinh nghiệm trải nghiệm rồi thì họ là đầu tàu để tiếp tục là nghiên cứu và có những cái công trình giải pháp tham gia dự thi, và cũng từ họ sẽ dẫn dắt và tạo cái hiệu ứng dương để cho các cái tổ chức cũng như là cá nhân khác, các tầng lớp nhân dân để chúng ta gọi là noi theo để đẩy mạnh cái phong trào nghiên cứu khoa học và sáng tạo kỹ thuật của tỉnh nhà. Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình quốc gia và đầu tư cơ sở vật chất thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ. Đây là điều kiện thuận lợi để những nhà khoa học có thêm nhiều sáng kiến, nghiên cứu mới được ứng dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.